Cô là cô Điền hả? Chính là tôi. Cô đã đặt mua một chiếc túi ở trong cửa hàng của chúng tôi. Xin mời cô nhận hàng cho. Hay là cô kiểm tra hàng trước đi. Không cần đâu. Xem ra cô không phải là mới mua sắm ở trong cửa hàng của chúng tôi, cho nên là cô rất tin tưởng chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Cô muốn quẹt thẻ hay là chuyển khoản gì? Gần đây tôi có hơi kẹt tiền cho nên. Không sao, tôi hiểu mà. Cửa hàng chúng tôi cũng có chính sách trả góp. Để tôi đăng ký giùm cô. Đây, cô có thể điền vào đi. Được, vậy anh chia kỳ tôi sẽ trả góp ha. Cô chờ một tí. Trời ơi, Thúy Thúy, đâu đó là hàng radar đó. Em mau cởi ra đi. Chịu đi. Em nhớ cỡ chân chúng ta giống nhau mà. Sao em nông hoài không vào được vậy? Đây là hàng số lượng có hạn đó nha. Lúc chị mua nó chỉ còn có mỗi cỡ này. Chị còn chưa từng mang thử nữa. Em mau để lại chỗ cũ đi. Tại sao lại mua giày không mang được chứ? Để ở đâu vậy? Ô số 3 hàng thứ tư. Ồ. Giày của đôi này. Ô số 2 hàng thứ ba. Chị nhớ luôn hả? Nhưng mà chị hiểu đi à. Chị cũng đâu phải là con trớt nhiều chân đâu chứ. Chị lại sống một mình không có chị em. Chị mua nhiều như vậy thì làm sao mà mang hết? Hơn nữa em thấy có một số đôi giày không hề dính một hạt cát nào luôn. Chị chưa từng mang sao? Em hiểu cái gì? Em nhìn số giày này đi. Mỗi đôi giày này đều chứa đựng linh hồn của nhà thiết kế đó. Vậy nhà của chị có nhiều linh hồn quá. Ê, chị mới mua cái này sao? Đẹp quá. Ê, đừng chạm. Đây chính là chiếc túi số lượng có hạn mà Lưu Lộ đã tìm. Chị đã tìm rất lâu, cuối cùng mới tìm được nơi bán. Nhưng mà chị không ngờ chị mua được túi lại mất việc, cho nên chị phải đặt nó ở vị trí rất là đặc biệt để nhắc chị phải ghi nhớ thật kỹ bài học lần này. Chị hiểu đi, chị phải mau chóng làm lại từ đầu đi. Em nói chị nghe, lúc em nói em sẽ tới Bắc Kinh làm việc thì ba mẹ em phản đối quá trời quá đất. Nếu như em cứ tiếp tục như vậy thì em phải về quê lấy chồng sinh con đó. Chị cũng không biết có thể làm lại từ đầu hay không nữa. Trời ơi, đừng mà. Em muốn được làm trợ lý cho chị. Để coi thái độ của em đã. Nè Thúy Thúy, em mệt cả ngày rồi, tự vào bếp lấy mì gói nấu ăn cho đỡ đói đi ha. Trời ơi, chị hiểu đi. Em đã mệt mỏi cả ngày, chị còn bắt em ăn mì gói, đừng có ác vậy chứ. Thúy Thúy, bây giờ chúng ta đang gặp khó khăn mà, phải tiết kiệm chứ hả? Hay là vậy đi, em sẽ dắt chị tới một nơi không tốn bao nhiêu tiền nhưng lại được ăn thịt. Ăn đi chị Hiếu đi. Ngon muốn chết luôn, ăn đi. Tại em hết á, dắt chị đi ăn xiên nướng sao không nói với chị? Chị mặc như vậy thì làm sao mà ăn được? Lỡ như dính dầu mỡ thì quăng cái váy này luôn á. Chị ăn cẩn thận thì sẽ không bị dính đâu. Cái bụng của tôi. Ăn đi. Ê, tránh xa chị ra, mắc công dơ váy của chị. Chị sao vậy, ngon quá trời luôn, nóng hổi nè. Em đã ăn hết 6 xiên rồi đó, em ăn đó. Được được, em ăn đi. Ăn hết đi. Gần đây chị em sao rồi? Thì vẫn vậy thôi. Ngày nào chị ấy cũng thẫn thờ, không chịu nói chuyện cũng không chịu ra ngoài. Có phải chị bị trầm cảm không vậy? Vậy thì không được rồi, em phải ở bên cổ chứ. Cố gia vốn là người sống nội tâm, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sẽ mệt lắm luôn đó. Chị còn không hiểu chị ấy sao? Ở trong mắt chị ấy em chỉ là đứa con nít. Em nói cái gì chị ấy cũng không quan tâm. Chị hiểu đi. Gần đây chị không gọi điện cho chị ấy, có phải vẫn còn trách chị ấy liên lụy chị không? Chị thông suốt rồi. Chị trách Cố Giai làm gì? Ban đầu là do chị đưa tiền cho Lý Hạo, bây giờ chị có thể trách cô ấy sao? Huống hồ gì là phúc không phải họa, họa thì khó tránh khỏi. Chỉ là chị cảm thấy bây giờ thất nghiệp lại phá sản, chị gặp cô ấy sẽ càng thấy áy náy hơn. Cho nên chị muốn giải quyết đống rắc rối này xong xuôi hết rồi thì mới tới nói với cô ấy. Cố Giai, chỉ cần bạn chịu cố gắng thì không gì làm không được. Đúng vậy, cố lên. Nhưng mà cuộc sống ngồi lề đường ăn xiên nướng như vậy thì phải mau chóng chấm dứt thôi, không được tiếp diễn. Mau chóng chấm dứt. Thúy Thúy, tính tiền. Hả? Em trả tiền. Đương nhiên rồi, em rủ chị đi ăn mà.
nên chị đâu có đem tiền. Em cũng đâu có đem theo tiền. Em chạy mau. Ê, hai cô chưa trả tiền mà. Hai cô chạy đi đâu vậy?